khi ra mắt vào năm sau, Steam Deck của Valve sẽ có thể chạy một bộ trò chơi PC, không trò chơi nào là độc quyền cho nó. Theo Valve, máy chơi game di động thực sự giống một máy Steam cầm tay hơn. Sẽ không có bất kỳ trò chơi độc quyền nào. Trong phần câu hỏi thường gặp dành cho nhà phát triển, Valve cho biết họ sẽ không hỗ trợ các trò chơi độc quyền trên bảng điều khiển sắp tới của mình. Không, điều đó không có ý nghĩa nhiều đối với chúng tôi, đọc một câu trả lời câu hỏi thường gặp. Đó là một chiếc PC và nó chỉ nên chơi trò chơi như một chiếc PC. Tóm lại, đừng mong đợi một ứng dụng sát thủ chỉ có sẵn trên thiết bị. Về mặt thông điệp của Steam Deck cho đến nay, điều đó theo dõi. Valve đã tiếp thị máy cầm tay như một cách để mọi người chơi các trò chơi trên Steam của họ khi đang di chuyển, và vì Steam chỉ là một thị trường PC chứ không phải nền tảng của riêng mình. Nên việc giữ các trò chơi tách biệt giữa người dùng PC Steam và Steam Deck sẽ hơi kỳ quặc. Điều đáng chú ý là mặc dù không phải mọi trò chơi trên Steam đều có thể chơi được trên Steam Deck, Valve hiện đang trải qua một quá trình lặp đi lặp lại được cho là chuyên sâu để xem xét mọi trò chơi trên Steam cho Steam Deck. Một số trò chơi sẽ có thể chơi được mà không gặp vấn đề gì, trong khi những trò khác như tất cả các trò chơi VR trên Steam hoàn toàn không thể chơi được. Người dùng Steam Deck cũng sẽ không phải giới hạn mình chỉ chơi các trò chơi có trên Steam. Các ứng dụng của bên thứ ba có thể được tải xuống và chạy bằng PC cầm tay. Có nghĩa là người dùng sẽ có thể chơi các trò chơi non-Steam. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.